kỹ năng này vào ngày mai để các bạn sẽ trình bày những cái vấn đề liên quan đến nghiên cứu khoa học để cho các thầy cô sẽ giúp đỡ các bạn. Cảm ơn thầy Hạnh. Chào các bạn. Tôi rất là hân hạnh được tham dự cùng các bạn một chút phần nhỏ của khóa học, và tôi cũng xin thông báo với các bạn rằng là bài học chúng ta là được quy định là 30 phút. Tuy nhiên là chúng tôi sẽ sử dụng một thời lượng rất là ngắn, vì thế các bạn sẽ có thêm thời gian để xếp chỗ để cho nó đỡ lạnh. Nên các bạn yên tâm về vấn đề đó. Thế thì cái nhiệm vụ mà tôi được giao hôm nay đó là kỹ năng trình bày kết quả nghiên cứu khoa học. Thế thì các bạn ngồi đây thì tôi cũng dự đoán rằng là rất nhiều các bạn đã từng là sinh viên, các bạn đã làm khóa luận tốt nghiệp đại học đúng không ạ? Có những bạn thì đã có thể đã làm sau đại học rồi, các bạn cũng đã có những cái công trình nghiên cứu nhất định. Và đương nhiên khi công trình nghiên cứu thì có số liệu nghiên cứu, và đương nhiên là các bạn sẽ phải báo cáo cái số liệu đó ở một nơi nào đó, sau một hoàn cảnh nào đó, có thể là một hội nghị nào đó. Đó, thế thì không thể nói là các bạn chưa bao giờ trình bày kết quả nghiên cứu khoa học được, và như thế là các bạn cũng đã có những cái kiến thức cơ bản về vấn đề đó, đúng không ạ? Thế nhưng mà tuy nhiên thì cũng như các bạn cũng có thể cũng giống như tôi thôi, cũng là những người mới bắt đầu. Thế nên có thể chúng ta nghĩ rằng có những thứ chúng ta nghĩ là đúng, chúng ta nghĩ là chúng ta cố gắng làm tốt. Thế nhưng mà khi nhìn lại thì chưa hẳn nó là đúng và chưa hẳn nó là tốt. Đấy, thế thì cái bài ngày hôm nay của tôi không phải là đi chi tiết vào là chúng ta sẽ kẻ một cái bảng như thế nào, chúng ta sẽ vẽ một cái biểu đồ ra sao, chúng ta sẽ trình bày P ra sao, hay là tất cả những cái vấn đề đó. Bởi vì từ thứ hai đến giờ các bạn đã được trải nghiệm rất rất nhiều những thông tin đó rồi, từ các chuyên gia về thống kê rất là cao thủ của Trường Đại học Y Hà Nội. Thế nên là đương nhiên nhiệm vụ của tôi, và đấy không phải là thế mạnh của tôi không thể làm được việc đó. Và trong cái phạm vi bài này của chúng ta sẽ chia sẻ những là điểm rất là thú vị và vui vẻ đó, thì chúng ta sẽ trao đổi trước một vấn đề như thế. Và khi mà tôi xích dẫn ra một cái câu đầu tiên ở trên các bạn nhìn thấy đấy, speech is power, speech is to persuade, to convert and to compel. Đấy, tức là khi người ta nói ra nó rất là ngắn gọn thôi, nhưng mà nó sẽ có cái lực của nó trong đấy, và để có khả năng thuyết phục người ta và có khả năng truyền tải những thông tin đấy, và người ta làm theo mình. Đó là khi mà mình muốn truyền đạt một cái bài nói của mình, đúng không ạ? Và cái mục tiêu của chúng ta không phải là chúng ta đến một cái công trình hội nghị mà chúng ta show lên tất cả những cái thông tin của một cái nghiên cứu chúng ta, sau đó thì có không biết là người dưới người ta sẽ xử lý thế nào với thông tin đó. Bởi vì tôi cũng đã rất nhiều lần ngồi ở dưới, và tôi cũng đã rất nhiều lần đứng ở trên và nhìn những người ngồi ở dưới đấy, và khi tôi ngồi ở dưới thì tôi cũng sẽ gật gù, và khi tôi đứng ở trên nhìn xuống thì cũng rất nhiều người gật gù. Thế thì có nghĩa rằng là có lẽ là cái việc trình bày một cái những cái cách của chúng ta vẫn quen làm, nó có một cái gì đó trúc chắc đấy, khiến cho cái vấn đề mà cái sự tương tác giữa người diễn giả và người khán giả ở dưới nó chưa được có một cái kết nối thực sự là bền chắc. Thế thì cũng là một cái dẫn chứng ra từ một cái bài báo, tức là khi người ta giả dụ rằng người ta có một cái bài nói của một cái học giả rất xuất sắc, tức là thí dụ bạn rất mong đợi cái người đó nói, và khi người đó nói thì bạn rất là nghĩ rằng cái bài rất là hay và rất là cuốn hút bạn, và nó lại về một chủ đề cũng rất hấp dẫn nữa, và đối tượng ngồi nghe ở dưới là những khán giả là vô cùng quan tâm đến vấn đề này, chứ không phải là khán giả từ những cái lĩnh vực khác nhau, đúng không ạ? Không phải là khán giả bị bắt ép đến để nghe, giống như trong một số trường hợp chúng ta cũng có một số trường hợp chúng ta bị force, tức là bị ép đến để phải tham gia cái này bởi vì một lý do nào đó. Nhưng đây người ta đặt ra một cái tiêu chuẩn là gì? Một học giả xuất sắc, tức là mình mong muốn nghe một chủ đề hấp dẫn, tức là một chủ đề rất thú vị, và chúng ta là những người là mong muốn đến đây để nghe. Thế nhưng ngay cả một những cái tiêu chuẩn tối ưu như thế thì các bạn hãy nhìn xem, nếu mà cái bài thuyết trình đó trong 15 phút đầu thì chỉ có 10% khán giả chăm chú lắng nghe, và nếu mà sau 15 phút thì 1/3 số khán giả trong hội trường bắt đầu có những động tác làm việc riêng, và nếu sau 35 phút thì có vẻ như tất cả mọi người đều mất tập trung và ngó nghiêng xung quanh và có thể bàn luận một chút. Và sau 45 phút là sẽ lác đác có những người ngủ gật, và nếu mà những người mà ngủ gật mà không khéo léo là mình có thể nghe cả tiếng ngáy của họ, đúng không ạ? Và một đánh giá sau cái buổi nói đó thì sau 24 giờ thì đa số người ta chỉ nhớ được những chi tiết rất ít liên quan đến những gì mà cái diễn giả đó đã nói trong cái buổi đó. Và sau 4 ngày thì 80% lượng người ta đã quên hết về cái vấn đề đó, những cái thứ mà người ta đã nghe được, đúng không ạ? Thế thì những cái thông tin này cho thấy rằng liệu chúng ta có nên đưa ra một bài thuyết trình quá dài, một bài nói quá dài không ạ? Đấy là vì sao, đấy là lý do vì sao mà trong các hội nghị Việt Nam chúng ta học, hội nghị quốc tế là các thầy chỉ cắt là
mỗi bài nói chỉ có 15 đến 20 phút, mà thậm chí là 10 phút. Đấy không phải là vì là chúng ta muốn đưa rất nhiều những bài vào, mà đấy chúng ta giới hạn cái, người ta đã nghiên cứu và người ta giới hạn cái thời gian mà người ta có thể tập trung nghe. Đấy là cho điều kiện tối ưu, tức là một cái bài rất là hay của một diễn giả rất là xuất sắc, và cái đấy là cái bài mà chúng ta quan tâm muốn nghe. Đấy ạ. Chứ không phải là cứ một bài dài chúng ta, mặc dù chúng ta rất thích nhưng mà chúng ta cũng không có khả năng tập trung đến cuối. Và đấy là chúng ta sẽ bàn tiếp về sau, đó là cái nhược điểm của cái hình thức là hình thức thuyết trình. Thế thì độ dài phù hợp của một bài thuyết trình, thế nào là độ dài phù hợp ạ? Khi cũng trong cái tác phẩm đó thì người ta đã nói rằng cái bài nói hay cái bài thuyết trình của một tác giả ấy, nó giống như một cái áo choàng tắm, và cái áo choàng tắm đó nó nên đủ dài để cập nhật được tất cả các vấn đề mà bạn mong muốn, nhưng nó cũng phải đủ ngắn để trở nên hấp dẫn, đúng không ạ? Các bạn có hình dung cái áo tắm ạ? Nó phải đủ dài để che được một số một thứ, nhưng nó phải đủ ngắn để trở nên hấp dẫn. Rất là hay, đúng không ạ? Một cách so sánh nó vô cùng trừu tượng nhưng nó vô cùng hay, mà tôi thấy nó rất là tâm đắc với lại cái cách so sánh này. Đó. Thế thì ngay cái bài nói chúng ta, khi mà chúng ta dần dần chúng ta sẽ đi những nước bậc cao hơn. Bây giờ có thể tôi cũng là những bước bắt đầu như các bạn. Thế nhưng mà chúng ta sẽ còn những năm về sau nữa, rất nhiều năm về sau nữa để chúng ta hòa nhập với thế giới. Và nếu mà chúng ta tâm niệm cái vấn đề một cái bài nói chúng ta mong muốn như thế nào, thì đây là hai cái tiêu chí mà các bạn có thể mong để đạt đến. Thế thì chúng ta vừa mới nói đấy, thì bài nói ngắn thì nó mới có thể thu hút được, còn nếu quá dài thì nó sẽ gây ra tình trạng như thế kia, lượng thông tin không thể thu thập được, và sau một thời gian người ta không nhớ gì, những nét chính người ta không nhớ, người ta chỉ nhớ những thứ rất là xung quanh, nhỏ lẻ bên xung quanh. Thế thì vì sao lại có tình trạng đó xảy ra? Thì chúng ta sẽ lược qua một số những cái hình thức để truyền tải thông tin, mức truyền đạt thông tin theo hình thức. Thì các bạn biết rồi, tất cả những hình thức này các bạn đều đã có để mà trải qua. Ví dụ như tài liệu in, đó là tất cả những cái bài báo, tạp chí, sách giáo khoa mà các bạn đã từng đọc, đã từng tham khảo, đúng không ạ? Đĩa âm thanh các bạn nghe rồi, các bạn đã từng đi học ngoại ngữ, các bạn đã từng có rất nhiều những cái bài, ví dụ như bài của anh Linh đang thu lại cho các bạn, đúng không ạ? Đấy là đĩa âm thanh. Đĩa hình ảnh và âm thanh, tức là có cả sự tương tác về mặt hình ảnh, cách tương tác trực tiếp đấy, và hay là bài thuyết trình. Thế thì người ta đưa ra ba tiêu chí, đó là tính hiệu quả, tính thuận tiện và lượng thông tin có thể thu thập được. Thế thì các bạn thấy không, tất cả những cái tiêu chí đó cho bài thuyết trình, tức là cái bài người ta gọi là oral presentation đấy ạ, nó đều thuộc thấp nhất. Đấy là vì sao lại như thế. Chúng ta phải tìm hiểu vì sao mà cái bài thuyết trình cái hiệu quả của nó cũng thấp nhất, tính thuận tiện cho người sử dụng cũng thấp nhất, và lượng thông tin người ta mong muốn truyền tải cũng là thấp nhất, trong khi cái hàng đầu tiên lại là cái tài liệu in, tức là những thứ mà chúng ta hàng ngày đang in ra để đọc, những cái bài báo nghiên cứu của chúng ta, nghiên cứu trên thế giới mà chúng ta mong muốn đọc, hoặc những quyển sách giáo khoa đấy. Tất cả các tiêu chuẩn đó đều đạt được mức cao nhất, được xếp hàng đầu luôn. Thế thì đấy, thì chúng ta thấy là cái bài thuyết trình nó có ít hiệu quả để truyền tải một lượng thông tin đồ sộ, đặc biệt là cái nghiên cứu khoa học, thì cách thuyết trình nó là một cái mà khả năng mà truyền tải ít nhất so với lệnh tài liệu in. Vì sao thế? Bởi vì như chúng ta đã nói với các bạn, chúng ta có 5 giác quan để cảm nhận thông tin xung quanh, nếu một số người có giác quan thứ 6, nhưng có 5 giác quan cơ bản, và tai thì nó là công cụ học tập bị giới hạn nhất. Ví dụ như là các bạn học sinh hoặc các bạn nội trú đi cùng tôi chẳng hạn, sau một thời gian, ví dụ tôi đi với các bạn buổi sáng, tôi bảo bệnh nhân này làm cái này, bệnh nhân kia làm cái kia, bệnh nhân kia làm cái này cái kia, thế đến chiều về tôi vô cùng thất vọng, bởi vì là hình như là may lắm thì chỉ được 3% các thông tin đã được xử lý, còn lại là em quên cái này, em chưa cái kia, hay là em làm một nửa cái nọ đấy. Thế thì tôi nghĩ là chắc là có lẽ là vấn đề gì trục trặc ở bản thân ta nữa chứ, tại sao lại mình thì ghi rõ nét thế và mà cuối cùng cái kết quả buổi chiều lại thành như thế. Thì cái con người ấy, thì người ta tai nó chỉ có thể tiếp thu mức nhất định thôi. Thế nhưng nếu giả sử như lần sau cũng bằng đấy thông tin, tôi nốt ra giấy cho các bạn đó và tôi đưa hẳn cho bạn cái tờ nốt đó đấy, thế thì chiều các bạn checklist làm hết, không còn thiếu một vấn đề gì mà làm rất chi tiết, đúng không ạ? Thế nên có những người ta ưa thu thập thông tin bằng tai, có những người bằng mắt, tức là nhìn vào những cái thứ đó. Thế nhưng mà đa số người ta nói là tai là công cụ học tập bị hạn chế. Thứ hai nữa là gì, là khả năng nhớ lại thông tin đã nghe rất là thấp, bởi vì các bạn cứ nghe này, nó nghe sau đó thì nó chưa kịp xử lý, nó đã sang một vấn đề khác. Thế nên là nếu mà giả sử các bạn không có hình thức nghe lại thì người ta gọi là phương tiện về âm thanh rồi, đúng không, đã được thu lại cho các bạn. Còn nếu mà chỉ là một bài nói các bạn đến dự trong một hội thảo thì các bạn về cũng thế, khả năng nhớ lại thông tin đã nghe là rất thấp. Và đôi khi nó còn có mang tính áp đặt nữa, tức là gì,
Tức là cái người nghe đó bị áp đặt là phải nghe theo một trình tự nhất định, đúng không ạ? Thế còn nếu giả sử như ở nhà các bạn đọc một quyển sách giáo khoa hay là đọc một bài tạp chí mà các bạn mong muốn tìm hiểu vấn đề đó, các bạn có thể nhảy thẳng vào phần kết quả, hay các bạn có thể nhảy thẳng vào phần abstract, hay là các bạn vào phần bàn luận. Nó tùy vào cái mục đích là cái bài này các bạn đang định sử dụng cho viết phần tổng quan của các bạn, hay là các bạn đang muốn so sánh với kết quả của các bạn, mà các bạn tập trung vào đó mà các bạn không phải đi theo một trình tự. Đấy cũng là cách mà tôi nói với các sinh viên của tôi rằng là khi các em đọc bài ấy, sợ nhất là các em đọc từ trang đầu đến trang cuối, bởi vì cái đấy nó vô cùng là nhàm chán và các bạn sẽ chẳng nhớ được cái gì cả. Thay vì đó thì các bạn có thể nhìn qua cái mục lục và sau đó thì các bạn sẽ nhảy cái phần mà các bạn yêu thích đó và các bạn đọc trước để các bạn hiểu nó một cách sâu sắc nhất và rõ nét nhất. Bởi vì những lúc thời gian đầu đọc là những lúc mà các bạn đang say sưa nhất. Thế còn sau đó khi mà nó đã rệu rã và cái sự mất tập trung của rất nhiều những thứ hấp dẫn xung quanh nó tác động vào các bạn, khi đó các bạn cảm thấy là các bạn ngồi đọc nhưng mà nó rất là vô hồn và có vẻ như chẳng có gì chui vào đầu được các bạn được. Thế nên là ba điểm hạn chế của bài thuyết trình đó là: thứ nhất, tai không phải là công cụ học tập tối ưu; thứ hai là khả năng nhớ lại của thông tin đã bị giảm thấp; và thứ ba là tính áp đặt, bởi vì là trình tự của tôi sắp xếp có thể là không phải là trình tự mà bạn mong muốn. Khi bạn đến đây bạn nghe bài này, bạn có thể mong muốn đến phần sau nhưng mà tôi lại chưa quay đến phần sau, hoặc là đến lúc phần sau đó thì bạn đã trở nên vào giai đoạn mất tập trung rồi. Thế thì chẳng lẽ cái bài thuyết trình đó, thế thì chúng ta nếu mà nói như thế chúng ta lại không đặt ra cái hình thức thuyết trình ở đây, đúng không ạ? Chẳng lẽ nó lại không có một tí giá trị nào, hay là tại sao nó vẫn tồn tại với những cái hình thức khác? Thế thì chắc chắn nó phải có những ưu điểm của nó, đúng không ạ? Thế thì cái ưu điểm lớn nhất của bài thuyết trình là gì? Các bạn có biết không ạ? Tại sao các bạn lại phải đến những buổi hội thảo rất là lớn ở những khách sạn? Tất nhiên là cũng có một phần là để các bạn relax sau những ngày làm việc mệt mỏi đến khách sạn. Mọi thứ đều rất là lộng lẫy, sáng sủa, mát mẻ, sạch sẽ, thơm tho, ăn tối, đúng không ạ? Và ngồi thư giãn, đó. Nhưng thứ hai, cái vấn đề quan trọng hơn là chỗ nơi đó là nơi mà các thầy cập nhật những thông tin cho các bạn. Và các bạn được quyền gì? Đặt câu hỏi trực tiếp, trao đổi với diễn giả. Các bạn có thể ngồi ở tỉnh, bây giờ mình có những cái teleconference, các bạn có thể ngồi ở tỉnh để làm việc đó, các vị trí khác nhau để đặt câu hỏi trực tuyến, chứ không nhất thiết là các bạn phải đến tận nơi, đúng không ạ? Đấy là cái mà nó sinh động nhất của cái hình thức thuyết trình. Và đồng thời một cái ý tưởng, cái điểm mạnh thứ hai của cái hình thức thuyết trình đó là có những cái người diễn giả nó nhận được cái sự đồng cảm và yêu quý rất nhiều của khán giả. Tức là chỉ cần nghe cái người đó nói thôi là tôi cảm thấy là những thông tin tôi nói đều rất là thú vị và rất là hấp dẫn, và nói chung là cái khả năng hấp thụ tôi rất tốt. Nhưng ngược lại thì cũng giống như thế, chúng ta khi học sinh viên ấy, có những thầy cô giáo mà khi mà người ta nghe mình muốn nuốt lấy từng lời và mình cảm thấy là tất cả thông tin mình xử lý rất là nhanh nhẹn và trôi chảy, trong khi có những thầy cô giáo khác mình cảm thấy là tại sao nó có thể lộn xộn lủng củng và nó gập ghềnh như một con đường mà mình không thể nào mà mình chui vào đầu mình được, đúng không ạ? Đấy, đấy là hai giá trị to lớn mà hình thức thuyết trình có thể mang lại cho các bạn. Chính vì thế nó vẫn tồn tại và nó tồn tại ngày càng mạnh mẽ. Và cái sự khác biệt của cái người thuyết trình mà khi đến bất cứ một cái nơi thuyết trình nào thì mọi người đều tán đồng và ngồi nghe rất say sưa với cái người, một người thuyết trình mà đến. Sau đó thì mọi người có thể tản mát dần dần, hoặc là đấy như tôi nói sau 15 phút thì nọ kia, là nó khác nhau ở điểm đó. Và càng ngày có những cái sự cách xa nó càng nhiều. Và có những người, người ta chỉ sống bằng nghề thuyết trình, đúng không ạ? Chỉ có một vấn đề thôi, người ta nói đi nói lại tất cả các nơi, và cái bài thuyết trình người ta trả tiền rất cao để làm việc đó, không có việc gì khác đó. Nhưng mỗi người một nghề, một chuyên môn. Thế thì chúng ta lại đi đến một cái vấn đề thứ hai để mà chúng ta quyết định là chúng ta sẽ trình bày cái bài báo cáo khoa học của chúng ta như thế nào, cái tỷ lệ thông tin ra sao, để chúng ta quyết định xem từ trước là chúng ta làm có đúng không, đúng không ạ? Thế thì các bạn lại nhìn cái biểu đồ cho hình tròn này và các bạn thử đoán xem cái màu xanh lớn nhất chiếm 55%. Thí dụ một cái bài mà các bạn chuẩn bị slide chẳng hạn, thì nó thuộc về phần gì ạ? Nó có thuộc về phần nội dung của cái bài đó không? Không hề ạ. Nó là vấn đề trực quan, tức là cách mà các bạn, hình thức mà các bạn chuẩn bị cái bài báo cáo đó, nó hấp dẫn đối với cái người nghe ở dưới thế nào. Và cái phần vàng to thứ hai cũng không kém phần đáng kể, 38%, đó là vấn đề âm thanh. Âm thanh ở đây không phải là âm thanh phát ra, thí dụ các bạn chiếu những clip hay là âm thanh mà các bạn có từ trong cái bài slide đó, mà âm thanh đó chính là liên quan đến cái vấn đề là cái sự truyền đạt của cái người diễn giả đó. Tức là nếu mà một người vào, đi từ ngoài cửa vào, lắp máy tính, xong mà nhìn thẳng xuống cuối phòng và nói theo một cái âm điệu trầm trầm bằng bằng từ đầu đến cuối, thì các bạn sẽ thấy là cái khả năng mà các bạn sẽ tiếp thu được thông tin từ đầu đến khoảng 5 phút đầu là như nào và sau đó sẽ như nào. Xong khi nếu mà một người, người ta sẽ nói cái vấn đề là có ngắt, có nghỉ, có cao, có thấp và có dừng, có nhanh, thì khi đó các bạn sẽ thấy là
à tại sao lúc này người ta lại nói nhanh lên, bởi vì chỗ đấy là chỗ không cần thiết đúng không ạ? Tại sao chỗ này người ta nói người ta nhắc lại, hoặc là người ta lại nói to lên, trong khi người ta mình đang có vẻ như hơi buồn ngủ, mình còn giật mình tỉnh dậy đúng không ạ? Tức là đấy là cách người ta thu hút khán giả trở lại. Đó thì đấy là cái vấn đề mà âm thanh người ta muốn nói đến ở đây. Thế còn cái phần mà chúng ta, tất cả chúng ta, không phải tất cả, có thể là gần như tất cả, chúng ta đang cố gắng làm tất cả mọi thứ ở nhà, tôi cũng thế. Tức là chúng ta chuẩn bị cho nó mọi thứ mà chỉ chiếm có 7%, tức là phần nội dung của chúng ta đấy ạ. Chúng ta chăm chút cho nó, chúng ta vẽ hình này, bảng đồ, biểu đồ kia, làm slide nọ kia, tất cả mọi thứ để đến hôm sau là buổi báo cáo khóa luận hay là buổi trình bày nghiên cứu khoa học đấy. Thế nhưng nó chỉ mang lại hiệu quả thông tin là 7%. Tất nhiên là cái bài này tôi nói không có nghĩa trong những cái buổi, ví dụ các bạn phải chấm điểm vì cái nghiên cứu của bạn, mà thí dụ như là sau này nếu các bạn được mời đi thuyết trình hay là mời đi trình bày về cái nghiên cứu của các bạn, và nếu cái nghiên cứu đó nó không bị ảnh hưởng vấn đề bởi người ta chấm điểm, mà đây là đánh giá một cách khách quan cái chất lượng của cái nghiên cứu của các bạn, thí dụ như thế giới chẳng hạn, thì cái giá trị về mặt nội dung trong cái bài báo cáo đó nó chỉ có 7% thôi. Thế nên là các bạn lưu ý là các bạn cần phải dành thời gian cho cả những vấn đề khác nữa, chứ không chỉ là vấn đề cho cái nội dung mà các bạn truyền tải vào cái bài báo cáo đó. Thế thì cấu trúc chung của một bài giảng thì tôi chắc chắn rằng là tất cả các bạn đều đã rất là thuộc lòng ở cấu trúc này, và tất cả đều ít nhiều tuân theo nó. Chúng ta bài giảng hay là bài viết hay là bài gì thì cũng phải có mở bài, thân bài và kết luận đúng không ạ? Thế chỉ có điều là cái vấn đề mở bài, thân bài, kết luận nó khác nhau ở điểm nào thôi, đúng không? Thế thì cái phần mở bài chính là cái phần giới thiệu vào cái vấn đề mà chúng ta định trình bày ngày hôm nay. Cái phần nội dung là cái phần chính mà chúng ta muốn truyền tải các số liệu, các thông điệp của chúng ta, và cái phần kết luận tức là phần tóm tắt lại, thu gọn lại những vấn đề mà chúng ta đã trình bày trong buổi hôm nay. Thế thì phần giới thiệu có rất nhiều cách để tiếp cận vào phần giới thiệu, và một cái điều rất là quan trọng trong phần giới thiệu đó là có rất nhiều người đến, thì sau đó thì vì một sự trục trặc nào đó mà máy tính không kết nối được, hoặc là tại sao ban đầu tôi chuẩn bị rất nhiều slide video, sau đến đây nó không chạy được, thế là người ta sẽ bắt đầu nói những câu xin lỗi, tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, tôi xin lỗi vì để cho khán giả thế này kia. Người ta nói rằng tuyệt đối là chúng ta sẽ không nói xin lỗi, đúng không ạ? Chúng ta phải, nếu mà cái người cao thủ, tức là người ta phải biết cách hóa giải cái vấn đề đó. Nếu không có máy tính tôi có thể nói tự nói, tức là tôi đã làm chủ cái bài báo cáo của tôi, đúng không ạ? Nếu không có máy tính tôi có thể làm một cách khác đấy, hoặc là nếu nó không là hành động thì tôi cũng có thể diễn giải nó ra, chứ không phải tôi rất tiếc là vì nó không có hình động nên là tôi không show cho các bạn, nhưng thực ra nó rất là đẹp đấy, thực ra nó rất là nọ kia đấy. Đấy, thế thì như thế là mình sẽ lại hạ thấp cái bài nói của mình đi, và mình sẽ thiếu tự tin, và mình sẽ tiếp tục thiếu tự tin cho đến cuối bài nói. Đấy, và cái cách mở bài nó cũng có rất nhiều cách mở bài khác nhau. Có những trường hợp cách mở bài thì họ rất thông thường của chúng ta là đặt vấn đề tình hình trên thế giới là, tình hình trong nước là, cái này là. Thế nhưng mà những cái người mà họ, khi mà họ đã đạt đến trình độ cao để nói rồi, bởi vì cái mở bài là cái mà nó thu hút người ta vào với cái vấn đề của mình, và quyết định người ta có tập trung trong những cái giờ phút đầu để nghe chúng ta hay không, hay là ngay lập tức người ta đã bị phân tán, bị mất tập trung rồi, đúng không ạ? Thế thí dụ như là trong cái bài mà tôi tham khảo để làm cho các bạn, người ta lấy ví dụ về một cái hoàn cảnh mở bài, thí dụ như là hôm đó người ta nói về một cái thuốc để làm giảm tần số tim, đúng không ạ? Thế và người ta đặt ra một câu hỏi đối với khán giả rằng là thế thì cái tác dụng, liệu khán giả có biết là cái cơ chế mà làm chống thiếu máu cơ tim của thuốc chặn beta giao cảm là nó thông qua tác dụng gì không? Thế thì cả hội trường, gần như cả hội trường đều trả lời được rằng nó thông qua tác dụng làm giảm tần số tim, đúng không ạ? Chặn beta giao cảm, thuốc chặn beta giao cảm làm giảm tần số tim nên nó làm giảm cái tác dụng thiếu máu cơ tim của gây thiếu máu cơ tim trong những trường hợp đó. Thế thì sau đó, sau khi mà hội trường trả lời câu hỏi đó rồi thì người ta đã được đưa ra một vấn đề. Thế nhưng ngày hôm nay họ sẽ trình bày về một cái loại thuốc dược phẩm mà nó cũng làm giảm tần số tim nhưng nó lại không có cái hoạt tính đến vấn đề đó, không có hoạt tính đến vấn đề giảm thiếu máu cơ tim đó. Tức là nó bao giờ người ta cũng có một cái dẫn bài sang, hoặc là những cái hoàn cảnh dẫn bài khác rất là thú vị, mà cái dẫn bài đó nó đòi hỏi chúng ta cũng phải có một chút cái sự hài hước, một cái chút cái sự hiểu biết và đọc đó, thì nó sẽ có những cái liên quan kết nối để mà mình dẫn từ một cái nó tương đối là nhẹ nhàng sinh động sang một cái nội dung bài của mình, mà nó kết nối đó. Khi người ta ra khỏi phòng khán phòng, người ta chỉ nhớ đến cái vấn đề là à, cái thuốc ngày hôm nay đề cập đến là một cái thuốc làm giảm nhịp tim và nó lại không có hiệu ứng đến vấn đề thiếu máu cơ tim đó, tức là cái người ta nhớ được ngay từ ban đầu. Thế còn tất cả những thứ mà giải quyết cơ chế về sau có thể người ta sẽ không nhớ đến. Thế thì đấy, thì trong phần mở bài người ta nói rằng là
chúng ta sẽ có 1-2 phút ban đầu để thu hút sự chú ý của khán giả, để giúp cho khán giả cắn câu vào cái bài nói của chúng ta. Có thể là một câu chuyện vui, một đoạn clip, hoặc một đoạn trích dẫn, hoặc một cách đặt câu hỏi. Và khi mà cái slide tiếp theo mà chúng ta trình bày, đó là chúng ta sẽ đi vào tóm tắt cái chủ đề mà chúng ta muốn trình bày, bởi vì nó giống như một cái outline, tức là chúng ta cần phải đưa ra cho những người ngồi đang ngồi ở dưới nghe là chúng ta xong bài này chúng ta sẽ định trình bày về những vấn đề gì. Và nói chung ý, là người ta có thể nói là mình có thể đưa ra từ 3-5 vấn đề chủ đề, nhưng mà nói chung là chỉ nên 3 chủ đề và nên trình bày một cách rất là thoáng và thưa. Và cái chủ đề đó nó lại phải rất là chi tiết cụ thể, chứ tránh mình lại nói một cái chủ đề quá tổng quát thì nó lại cũng tác giả sẽ nghĩ rằng diện khán giả ở dưới sẽ nghĩ rằng là nó sẽ quá quá là rộng rãi để người ta có thể tiếp cận vào vấn đề đó. Thế phần thân bài quan trọng nhất trong phần thân bài đó là gì? Cái trình bày nội dung trong phần thân bài thì qua 3 nguyên tắc mà các bạn cần phải lưu ý, đó là mình trình bày càng rõ ràng bao nhiêu, càng đơn giản bao nhiêu và tính lặp lại thì nó sẽ càng có khả năng thuyết phục và gây nhớ cho khán giả bấy nhiêu. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà các bạn đưa ra một cái bảng quá rối rắm, hoặc là một cái hình, một cái sơ đồ, hoặc là một cái hình minh họa quá là phức tạp, những cái cơ chế các thứ mà ngay cả các bạn đang đứng ở dưới các bạn cũng không thể nào mà có thể diễn giải hết, hoặc nó mất quá nhiều thời gian để diễn giải, thì cái thông điệp mà cái hình đó mang lại là không đạt hiệu quả. Thế thì như thế thì chúng ta để đây làm gì, đúng không ạ? Đấy là cách mà chúng ta, chẳng lẽ có thể là chúng ta muốn show off hay là gì đó thôi, hay là một cái hình nó không cân xứng với những gì mà chúng ta mong muốn diễn giải. Thế nên là cái sự rõ ràng tường minh là vô cùng quan trọng. Rõ ràng giúp chúng ta nhớ được, và khi mà chúng ta đơn giản thì khán giả sẽ hiểu được. Và lặp lại tức là gì? Tức là thí dụ như ban đầu chúng ta outline ra 1-2-3 vấn đề và chúng ta nhắc đến vấn đề 1, sau đó sau khi hết vấn đề 1 chúng ta lại kết thúc lại vấn đề 1 là cái gì? Đó, hoặc là đặt câu hỏi, khi đặt câu hỏi này, sau khi chúng ta đưa ra các câu trả lời chúng ta lại kết luận lại vấn đề. Tức là luôn luôn là mình có cái sự nhắc lại ở giữa, để thí dụ như là có một vài khán giả nào đó họ đã vô tình họ bị mất tập trung hay là bị sao lãng ở giữa chừng, khi họ quay lại còn biết là chúng ta có thể tiếp tục. Chứ còn nếu giả sử như bạn cứ nói thật rủi đi, hoặc là bạn thấy rằng bạn phải chạy đua với thời gian, bạn phải trình bày bằng này một lượng thông tin khổng lồ trong thời gian đó, nên là bạn phải speed up, tức là phải rất nhanh lên để mà giải quyết hết đống đó, thì chắc chắn rằng là một khi người ta đã mất mạch, tức là mất luôn cái mạch đó và không bao giờ kiếm lại được cái mạch, thế thì người ta không có lý do gì để quay lại tiếp tục với cái mạch của bạn, và người ta sẽ lôi kéo những người bên cạnh để làm cho cái không gian buổi nói của bạn trở nên sao lãng hơn. Thế thì đấy là cái vấn đề nội dung. Như tôi đã trao đổi với các bạn, trong bài này cái vấn đề của chúng ta không phải là làm vấn đề chi tiết là trình bày cái bảng như thế nào, số liệu là sao, giá trị P như thế nào, mà trong cái bài này chúng ta muốn nhấn mạnh những vấn đề chúng ta nên có những bí quyết gì để chúng ta có thể trình bày. Tức là sau khi mà chúng ta đã có hết những số liệu kia rồi, chúng ta dự định cho những số liệu đó vào rồi, thì chúng ta sẽ quyết định chúng ta giữ lại số liệu này hay chúng ta bỏ số liệu kia đi, chúng ta giữ lại bảng này hay bỏ lại bảng kia đi, vì những lý do này, đúng không ạ? Đấy thì đấy là những thứ mà chúng ta muốn trao đổi ngày hôm nay. Thế thì vấn đề nghe nhìn sẽ được đặt ra trong những slide của bạn, đó là các bạn đừng cố gắng đưa quá nhiều thông tin vào một slide trình chiếu. Như tôi nhớ rằng là thí dụ như trong trường Đại học Y Hà Nội, người ta quy định rằng thí dụ một slide là chỉ có khoảng 7 dòng chẳng hạn, và mỗi dòng thì không quá 7 từ chẳng hạn đó. Tức là chúng ta không thể chít hết dòng này dòng khác, và chúng ta sẽ thu nhỏ cỡ chữ lại. Và người ta đặt ra cái cỡ chữ có thể là phải từ 40 hoặc là 42 trở lên chẳng hạn. Tức là nó rất là thưa, và cái slide đó không phải là viết lại những thứ mà chúng ta muốn đọc đó, mà nó là những từ khóa viết ra để trên cơ sở đó chúng ta sẽ trình bày vấn đề đó. Thứ hai là cái vấn đề sử dụng bút chỉ laser ạ. Thế thì gần đây, ngày trước thì chúng ta đã sử dụng rất nhiều, gần đây chúng ta đã giảm bớt, và thí dụ trong bài hôm nay mình không dùng đó là bởi vì là nếu mà mình dùng bút chỉ thì chiếu khi quay lên thì sẽ không nhìn thấy cái hiệu ứng của bút chỉ đó, nên là các thầy quy định là phải dùng bằng mũi tên. Thế tuy nhiên ý, thì sau một thời gian khi mà chúng ta là những beginner khi mà đi trình bày ý, thì các thầy mới rút ra một điều rằng là dùng bút chỉ các bạn cũng, đặc biệt là khi chúng ta sẽ gặp với các bạn sinh viên là các bạn rất mới bây giờ, bạn còn chỉ loạn lên, đúng không ạ? Các bạn chỉ loạn làm cho những khán giả dưới mắt người ta cứ thế, người ta phải chạy theo cái bút chỉ của các bạn, cứ như kiểu là chơi đuổi hình bắt chữ đuổi bóng ấy, và khi đó người ta sẽ trở nên rất là mệt mỏi, người ta sẽ bị hoa hết cả mắt lên và không hiểu các bạn. Thế nên khi người ta, nếu mà các bạn có sử dụng bút chỉ thì nó có những nguyên tắc nhất định để sử dụng bút chỉ. Thí dụ như là gì? Các bạn có thể sử dụng bút chỉ dưới dạng là các bạn khoanh, dùng bút chỉ để thí dụ các bạn khoanh vào một ý, hoặc là các bạn underline, tức là các bạn chỉ vào cái gạch chân của cái dòng đó đấy, hoặc là các bạn chỉ vào cái nốt đó và các bạn tắt nó ngay đi, chứ không phải là các bạn
chỉ loạn hết cả lên đó. Đấy là một cách, và thậm chí là bây giờ người ta cũng không dùng bút chỉ. Và một số thế hệ bút chỉ mới bây giờ ấy, thì nó lại có một cái chức năng mới. Tôi không biết là ở Việt Nam thì đã thấy chưa, thế nhưng mà tôi thấy là ví dụ cái bút chỉ đó, nó không chỉ là cái laser pointer, nó không phải là màu xanh hay màu đỏ, mà khi nó chiếu lên thì nó giống như là okay, ở trong sân khấu ấy. Tức là nó sẽ là một cái hình đen, nó chiếu sáng vào đúng cái khoảng đó. Đó thì đấy là một cái cách hình thức chỉ mới, tức là mình sẽ focus, mình zoom vào cái thông tin mình chiếu, và khi đó nó sẽ sáng lên giống như người ta chiếu trên sân khấu ấy ạ. Đấy thì đấy là một cái hình thức bút chỉ, nhưng nói chung là mình hạn chế sử dụng tối đa. Và cái điều quan trọng hơn đó là gì? Khi bạn là diễn giả thì bạn không được cho phép mình đến muộn ạ. Đấy, tức là nếu giả sử bạn báo 2 giờ bạn là trình chiếu thì đương nhiên là bạn có thể bạn sẽ đến từ 1 giờ hoặc 1 rưỡi để bạn làm quen với các thiết bị, để xem cái máy của bạn có hợp với cái máy chiếu ở đây không, hay tất cả những vấn đề trục trặc thì bạn giải quyết trước, để tránh cái tình trạng như chúng ta đã trao đổi ban đầu. Tức là tôi phải nói xin lỗi vì cái movie của tôi không chạy được, vì cái máy của tôi không bật được ở đây, hay là tại sao cái loa lại quá to, hay nó rè, hay nó tất cả mọi thứ, đúng không ạ? Thế, và một lợi điểm nữa khi các bạn đến sớm đó là gì? Các bạn có thể kết nối với, thí dụ nó là ngoài giờ chẳng hạn, các bạn có thể kết nối với một số diễn giả ở đây. Các bạn biết là thí dụ như là chị Thúy, chị làm ở viện Hòa Bình chẳng hạn, hoặc là một bác sĩ này làm ở viện nào đó chẳng hạn, thì bạn có thể trao đổi một chút, và khi đó thì bạn có thể thảo luận với những người đó. Và khi đó thì khi mà cái người được gọi tên đó, thì khi mà bạn trao đổi thì cái khả năng thu hút được người ta rất là cao. Tại sao trong một hội trường mấy nghìn người này mà cái diễn giả người ta từ nước khác đến, hay từ một tỉnh khác đến, mà người ta lại biết tên mình, người ta lại biết tên một số người đấy? Thế thì cái sự kết nối nó sẽ tăng lên rất là nhiều ạ. Đấy, chứ không phải là đúng giờ để chúng ta mới đến, hoặc là thậm chí đương nhiên là việc đến muộn hơn là điều không thể chấp nhận được. Thì đây ạ, đây là những thứ mà tôi cũng đã từng mắc phải và vẫn có thể sẽ vẫn mắc phải. Đấy, thế nhưng mà sau khi đọc bài mà để soạn cho các bạn thì người ta mới rút ra một điều rằng với những cái bảng này các bạn thấy nó rất là quen thuộc, đúng không ạ? Các bạn đọc thấy rất nhiều trong những cái tạp chí, đúng không ạ? Article, journals, các thứ, đúng không ạ? Thế nhưng cái bài này nó hoàn toàn rất phù hợp với những cái ấn phẩm là dạng bản in. Thế nhưng nó lại rất ít phù hợp với lại một bài thuyết trình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các bạn có diễn giải hết được thông tin trong này trong 1 phút hay là trong 30 giây không ạ? Bạn không thể, đúng không ạ? Và người ta cũng không thể căng mắt ra, đặc biệt là nếu các thầy của mình là còn lớn tuổi, các bạn không thể căng mắt ra để nhìn xem đấy nó là cái gì. Đối với chúng ta đã rất quen với bộ số liệu, chúng ta nhìn phát chúng ta biết ngay. Thế nhưng với những người ta đến nghe đây ạ, người ta có làm cái quá trình này đâu ạ? Người ta hôm nay là buổi đầu tiên người ta nghe vấn đề này. Tại sao người ta lại phải tập trung vào một cái bảng đến mấy trăm con số này ạ? Với các loại dấu chấm dấu phẩy như thế này được, đúng không ạ? Thế nên là chúng ta không nên copy những cái bảng như thế này ra. Có thể chúng ta có bảng số liệu này trong bài viết của chúng ta, thế nhưng mà chúng ta phải xử lý nó thành một cái thông tin như nào đó để có thể truyền tải ra cái bài thuyết trình một cách rõ ràng và chừng mực hơn. Thí dụ như một cái bảng này được gọi là một cái bảng trình bày tốt trong thuyết trình, tức là nó phải đơn giản, ngắn gọn, và người ta nhìn vào các thông tin đó nó ít chú thích ở dưới thôi, người ta có thể nhìn trực quan, người ta hiểu được luôn sơ bộ, đúng không ạ? Đấy thì cái này cũng là cái mà tôi cũng phải học, và sau khi đọc bài này tôi cũng sẽ phải học cho những cái phần tiếp theo của tôi sau này. Và chúng ta sẽ đi đến một cái phần kết luận rất là gọn gàng thôi. Tôi đã nói trước các bạn rồi, bài của chúng ta sẽ rất ngắn. Kết luận là gì? Một bài đọc hay không hẳn là một bài sẽ là chuyển tải thành nghe hay, đúng không ạ? Và một bài nói hay sẽ đưa ra cho người khi kết thúc vấn đề một vài ý tưởng mới lạ mà không làm khán giả bội thực, tức là chúng ta không cố để đưa cho người ta rất nhiều thông tin. Khán giả không có nhu cầu nắm những thông tin đó, người ta chỉ cần một số những cái tóm tắt, những cái cốt lõi người ta mang về. Và bí quyết của một bài nói hiệu quả đó là sự đơn giản và cố gắng sử dụng ngôn ngữ hội thoại. Và cái vấn đề nội dung đơn thuần không bảo đảm sự thành công của bài nói, như tôi nói với các bạn, chỉ có 7% thông tính hiệu quả mà thông điệp của bài nói nằm trong vấn đề về nội dung. Và tuyệt đối chúng ta không nói vấn đề đặt ra câu vấn đề nói câu xin lỗi. Thí dụ tôi xin lỗi vì đến muộn, tôi xin lỗi vì bài của tôi quá dài mà thời gian không cho phép, tôi xin lỗi vì máy chiếu không thể kết nối một cách phù hợp, hay là không thể chiếu trình chiếu các video mà tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho các bạn. Người ta không thể hiểu các bạn chuẩn bị kỹ thế nào, đúng không ạ? Các người ta chỉ biết rằng là tôi không có cơ hội được xem video đó, và lý do gì mà tôi không thể giải thích được, đúng không ạ? Và cái trong cái quá trình mình nói, vấn đề thay đổi âm lượng giọng nói, tốc độ lời nói cũng có một ý nghĩa để thu hút trở lại cái sự chú ý của những khán giả đang có xu hướng là lãng quên, hay là có một cái vấn đề gì đó mà họ bị mất tập trung, mất chú ý trong cái quá trình nghe nói. Và lời nói thì có điểm dừng, điểm nhấn, có sử dụng ngôn ngữ cơ thể để nhấn mạnh các điểm chính. Và tuyệt đối là chúng ta không bao giờ sử dụng quá giờ quy định. Không ai có mong muốn đến để ngồi nghe các bạn nói giờ quy định, họ còn rất nhiều việc để làm. Họ tại sao họ lại phải ngồi quá giờ, trong khi cái giờ bài sau có thể là bài hay hơn và họ mong muốn nghe hơn, đúng không ạ?
Đấy thì đừng lạm dụng vào giờ của người khác đó. Và nếu mà họ rất vui, nếu mà bạn kết không bao giờ họ hỏi là tại sao anh lại dừng sớm 5 phút. Thế nhưng mà nếu mà muộn 1-2 phút ở dưới cái bảng tín hiệu giơ lên là đã quá giờ rồi, thì hôm hội trường rất là xôn xao đúng không ạ? Và hầu như những thông tin phía cuối đi cố đó không ai nắm được. Và luôn luôn nhắc lại câu hỏi, tức là để mà mình thu hút lại được cái sự chú ý, sự tập trung của mọi người và để mọi người theo được mạch, thì khi mà có những câu hỏi đặt ra thì các bạn cần phải nhắc lại câu hỏi, và đôi khi các bạn có thể diễn giải lại câu hỏi đó thành một cách có thể dễ hiểu hơn. Và khi trả lời thì càng trả lời ngắn gọn và sát vào câu hỏi đó thì càng tốt. Và cũng giống như một bài thuyết trình thì cái việc sử dụng hiệu ứng âm thanh và hình ảnh thì càng đảm bảo tính đơn giản càng tốt. Và có một điều quan trọng nữa là gì? Ví dụ hôm nay trong phòng chúng ta rất là sáng, thế nhưng mà có những trường hợp bởi vì có thể là vì cái slide đó mình chuẩn bị quá là ít tương phản, nên là mình phải tắt toàn bộ đèn ở sân khấu đi, làm cho cái phòng rất là tối, và ngay cả bản thân chúng ta cũng cảm thấy là nó rất là một cái không khí nó rất là thuận tiện để chúng ta có thể ngủ gật hay là chúng ta có thể thư giãn đó. Thế nên là nên cố gắng giữ ánh sáng trong phòng tốt nhất có thể. Và bài nói của chúng tôi đến đây là kết thúc, và xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Rất là ngắn gọn.